Nóng, khởi tố, bắt giam tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn giáo dục E-Group, Trác Thủy. Theo nguồn tin từ báo Nhân dân, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang xác minh, giải quyết đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy, tức Trác Thủy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần tập đoàn giáo dục E-Group. Được biết, ông Nguyễn Ngọc Thủy, chủ tịch hội đồng quản trị của Apex Holdings, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Anh ngữ Apex, bị Bộ Công an bắt tạm giam ngày 25 tháng 3. Động thái này được đưa ra căn cứ trên kết quả điều tra nhiều tháng qua. Trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận được hàng trăm đơn tố cáo của phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bị công ty cổ phần Anh ngữ Apex Leader chiếm đoạt tiền học phí khoảng 6 tỷ đồng. Trong đơn, họ cho biết đã phải chi hàng trăm triệu đồng mua khóa học tiếng Anh tại Apex Leader cho con, nhưng các cháu không được học vì trung tâm đã đóng cửa, đòi lại tiền thì không được.